Sau khi thấy Thảo Nguyên cầm chơi với nó thì Sam cũng hết thấy sợ rồi. Phía dưới bụng của con cào cào bắp thì Sam thấy có nhiều hạt màu xanh và xếp thành nguyên một dãy luôn, không biết nó là cái gì ta. Hồi nãy Sam có để ý thấy là nó bị gãy một cái chân cho nên là nó không còn đứng vững được nữa. Sam để nó xuống bàn thì nó cứ ngã qua bên này rồi ngã qua bên kia thôi. Bây giờ Sam sẽ đem nó ra ngoài và đặt lên trên một cái cây nào đó, chứ ở trong nhà là Sam nghĩ nó sẽ không sống được đâu, bởi vì không có đồ ăn. Cây đu đủ thì Sam thấy lá hơi thưa, Sam sẽ kiếm cho nó một cái cây nào đó mà lá nó rậm rậm một xíu để cho nó dễ bám vào. Còn cây chanh thì phải nói là rất là nhiều lá và cực kỳ rậm rạp luôn, nhưng mà khá là nhiều gai cho nên là Sam sẽ không để nó ở đây. À, Sam đã tìm thấy mục tiêu rồi mọi người, đó chính là cây lá vối. Để nó lên đây thì Sam thấy cũng khá là hợp lý, thì hy vọng là nó sẽ sinh tồn được với một chiếc chân bị gãy. Để chị bỏ em lên, chúc em may mắn nha.